đầu năm. Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện chính trị, tổ chức tại nhà số 13 và 13, một đường Văn Minh, nay là số 248 và 250 đường Văn Minh, Quảng Châu, Trung Quốc. Phần lớn học viên là những thanh niên Việt Nam yêu nước, xuất thân từ học sinh, trí thức, cũng có một vài người là tú tài nho học. Chương trình học rất phong phú, có thể chia làm 3 loại vấn đề: cách mạng thế giới, cách mạng Việt Nam và phương pháp vận động cách mạng. Các bài giảng về cách mạng thế giới đã so sánh cách mạng Nga với các cuộc cách mạng tư sản Anh, Pháp. Về cách mạng Việt Nam, các bài giảng đã phân tích sự áp bức bóc lột của đế quốc Pháp đối với nhân dân Việt Nam, chỉ ra lực lượng đấu tranh chủ yếu để đánh đổ đế quốc thực dân và phong kiến là công nông. Có nhiều đoạn phê phán các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc hồi đầu thế kỷ do các sĩ phu yêu nước lãnh đạo. Về phương pháp vận động cách mạng, có các bài về tuyên truyền, tổ chức, vận động các giới đồng bào như công nông, trí thức, phụ lão, phụ nữ. Nguyễn Ái Quốc trực tiếp lãnh đạo và là giảng viên chính của các khóa học. Người lấy tên là Vương. Các giảng viên ngoài đồng chí Vương và Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, còn có một số cán bộ trong đoàn cố vấn của Liên Xô lúc đó công tác ở Trung Quốc và một số cán bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc như Bành Bái, giảng về công tác nông vận. Sau mỗi lần giảng, học viên chia tổ thảo luận. Mỗi người nhắc lại điều mình hiểu, các đồng chí khác bổ sung, cho đến lúc nắm vững toàn bài mới thôi. Lớp học còn ra một tờ bích báo đăng bài của học viên. Có khi còn tổ chức diễn các vở kịch cương, sinh hoạt văn nghệ hoặc tham quan trường quân sự Hoàng Phố, thăm mộ 72 liệt sĩ ở đồi Hoàng Hoa Cương, những người đã hy sinh trong cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc. Đầu năm, Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi một đồng chí làm việc tại Quốc tế Cộng sản. Mở đầu, bức thư đặt vấn đề, nếu đồng chí đồng ý cho tôi gửi ngay một hoặc hai sinh viên thì điều đó sẽ cho phép tôi tuyên truyền tốt và nói rằng cách mạng Nga đang và sẽ có thể làm gì cho dân chúng thuộc địa. Nguyễn Ái Quốc trách rằng, đồng chí ngần ngại cho tôi vay tiền để có được một cơ sở trong nước, có người sẵn sàng làm tuyên truyền viên, thực hiện việc tuyên truyền đến nơi đến chốn và bắt đầu ngay công tác tổ chức và làm những công tác khác nữa. Người viết, không có tiền, tất cả những điều đó đều không thể làm được. Vì thế tôi muốn đề nghị đồng chí cấp cho một quỹ nào đó. Người nêu rõ hiện đang mắc nợ trên 350 đô la cho công tác đầu tiên, nên phải làm việc ít ra là 5 tháng để trả nợ. Ở điều kiện đó, tôi sẽ không có thời giờ, không có tiền để làm công tác khác. Cuối thư viết, tôi rất hy vọng đồng chí sẽ ủng hộ yêu cầu của tôi. Tháng 1, ngày 5, Nguyễn Ái Quốc gửi cho một đồng chí trong Quốc tế Cộng sản bức thư sau đây. Đồng chí thân mến, Quốc dân đảng Đông Dương vừa được thành lập vào ngày 3 tháng này với 3 đảng viên lúc bắt đầu. Một người sẽ được phái đi Trung Kỳ và Lào. Một người khác, chưa phải là đảng viên, sẽ được phái đến Bắc Kỳ để lấy 5 người đi Quảng Châu học cách làm công tác tổ chức. Tôi nghĩ có thể tìm 5 thanh niên để gửi đi học ở trường Đại học Markovkova. Xin đồng chí vui lòng cho biết có thể cho tôi gửi bao nhiêu sinh viên. Đồng thời, tôi xin đồng chí chỉ thị cho các đồng chí Nga ở đây cũng nhận trách nhiệm về các công việc của Đông Dương bởi vì có một mình, tôi không thể làm quá nhiều việc được. Quảng Châu ngày 5 tháng 1 năm 1925. Chào Cộng sản. NAQ. Tháng 1, ngày 10. Từ Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi đoàn Chủ tịch Quốc tế Cộng sản nhắc lại những vấn đề đã nêu trong thư gửi ngày 5 tháng 1 năm 1925 về Quốc dân đảng Đông Dương và hỏi có thể nhận bao nhiêu sinh viên An Nam vào trường Đại học Cộng sản ở Markovkova. Tháng 1, trước ngày 21. Nhân kỷ niệm một năm ngày V.I. Lenin qua đời, Nguyễn Ái Quốc đã viết bài Lenin và các dân tộc thuộc địa, đăng trên tạp chí Đỏ, Liên Xô, bản tiếng Nga, số 2. Bài viết nêu bật những cống hiến lớn lao của Lenin đối với sự nghiệp cách mạng của các dân tộc thuộc địa. Kết luận bài báo, tác giả viết, trong lịch sử cuộc đời khổ đau và bị mất quyền của các dân tộc thuộc địa, Lenin là người sáng tạo ra cuộc đời mới, là ngọn hải đăng chỉ dẫn con đường đi tới giải phóng cho toàn thể nhân loại bị áp bức. Tháng 2, trước ngày 14, Lý Thụy, Nguyễn Ái Quốc, gửi liên tiếp 2 lá thư cho cụ Phan Bội Châu, lúc này đang ở Hàng Châu. Trong thư có nói tường tận chuyện ông Hy Mã Phan Chu Trinh. Bức thư do Lâm Đức Thụ và Hồ Tùng Mậu chuyển tới. Trong thư của cụ Phan Bội Châu đề ngày 14 tháng 2 năm 1925, tức ngày 21 tháng 1 năm Ất Sửu, gửi trả lời Lý Thụy, cụ viết, nhận được liên tiếp 2 lá thư của cháu,
bác cảm thấy vừa buồn vừa mừng. Buồn là buồn cho thân bác mà mừng là mừng cho đất nước ta. Bức thư còn viết, tuy thư dựa trực tiếp trên chuyện thật, nhưng ngụ ý sâu sắc, mà lối lập luận lại dựa trên những ý tưởng lớn, nhân đó mới biết là học vấn, tri thức của cháu này đã tăng cường quá nhiều, quả thật không phải như 20 năm về trước. Việc gây dựng lại Giang Sơn, ngoài cháu có ai để nhờ ủy thác gánh vác trách nhiệm thay mình? Có được niềm an ủi lớn lao như thế, làm sao bác không cảm thấy vui mừng được? Bức thư còn có đoạn, bác đang định tìm một dịp tốt về Quảng Đông một chuyến để đàm luận với cháu, không biết cháu còn ở lại Quảng Đông lâu mau, hoặc giả trong tương lai có định đi chỗ khác không? Trong lòng bác có nhiều chuyện muốn hỏi ý kiến cháu nhưng không gặp mặt thì làm sao có thể bàn cho hết ý được? Làm sao được? Nếu không coi già yếu là đồ bỏ thì cháu viết thư nhiều cho bác thành thật yêu cầu cháu đấy. Tháng 2, ngày 19. Từ Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Dốc Doi Maran, đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, cán bộ của Quốc tế Cộng sản, cho biết đã mấy tháng nay người hoàn toàn không biết gì về tình hình trong Đảng Cộng sản Pháp và châu Âu vì không nhận được tài liệu và báo chí của đảng. Thư cũng cho biết, ở đây, có nhiều công tác phải làm, mà công tác thì rất thú vị, ở trong đảng Trung Quốc cũng như ở trong đảng mới của An Nam mà chúng tôi đang xây dựng. Nguyễn Ái Quốc còn gửi kèm theo thư bản sau bức thư người gửi đoàn Chủ tịch Quốc tế Cộng sản. Trong thư gửi đoàn Chủ tịch Quốc tế Cộng sản, sau khi báo cáo một vài nét mới về tình hình Đông Dương, đảng lập hiến, cuộc đấu tranh giữa những người Pháp bảo thủ và dân chủ ở Đông Dương, thủ đoạn của chính quyền thuộc địa đối với người cách mạng bị trục xuất và những công việc đã làm được, Nguyễn Ái Quốc nêu những việc chúng tôi phải làm trong năm nay. 1. Thiết lập một cơ sở hoạt động tại Quảng Châu. 2. Thiết lập những cơ sở giao thông ở Quảng Tây, ở phía cực nam Quảng Đông, ở Bangkok, ở Tích Kho, ở Lạc Phách, Thái Lan. 3. Phái một đồng chí về ở trong nước để thu thập và chuyển tin tức. 4. Phái một hoặc nhiều đồng chí làm việc trên các tàu thủy đi lại giữa Trung Quốc và Đông Dương. 5. Gửi sinh viên An Nam sang học trường Đại học Cộng sản ở Moscow. Và yêu cầu Quốc tế Cộng sản giúp đỡ về mặt tài chính, điện báo cho biết số học viên An Nam có thể nhận đào tạo và gửi ngay các tài liệu tuyên truyền. Tháng 2, trong tháng, Nguyễn Ái Quốc tham gia viết dự thảo điều lệ đảng. Bản dự thảo gồm 15 điều. 1. Tên gọi, chưa xác định cụ thể. 2. Mục đích, tôn chỉ ghi rõ tổ chức này: A. Hoạt động giác ngộ anh em và giành chính quyền. B. Hoạt động vì hạnh phúc của giai cấp vô sản, người lao động và thợ thủ công. 3. Đảng viên, quy định những đối tượng có thể được kết nạp vào đảng. 4. Nghĩa vụ của đảng viên. 5. Không được kết nạp đảng, quy định những người không được vào đảng. 6. Tổ chức hành chính, quy định hệ thống tổ chức của đảng. 7. Số lượng đảng viên của mỗi chi bộ. 8. Mỗi đảng viên không được cùng lúc sinh hoạt tại hai chi bộ. 9. Người lãnh đạo chi bộ. 10. Tổ chức kinh tế. 11. Chế độ báo cáo của chi bộ. 12. Thống nhất tổ chức kinh tế và hành chính trong mỗi chi bộ. 13. Vấn đề chi tiêu của đảng và đóng đảng phí. 14. Tuyên thệ, cách tổ chức kết nạp và nội dung lời tuyên thệ. 15. Điều lệ này là tạm thời và có thể sửa đổi tùy theo hoàn cảnh. Tháng 2 và tháng 3. Truyện ngắn Con rùa của Nguyễn Ái Quốc, đăng trên báo Le Parisien, số 32. Qua câu chuyện viên xã trưởng nọ dâng lên quan sứ một con rùa để làm quà đắm mỏm cho y, tác giả vạch trần tâm địa ti tiện nhỏ nhen của bọn quan lại thực dân ở thuộc địa. Khoảng tháng 2 và tháng 3, bài viết của Nguyễn Ái Quốc nhan đề những vấn đề châu Á, đăng trên tập san Intercor, bản tiếng Pháp, số 19. Tác giả nêu một số nhận xét về tình hình nội chiến ở Trung Quốc, việc chuẩn bị về quân sự của Anh, Mỹ ở Thái Bình Dương, mưu toan của đế quốc Nhật Bản đối với vấn đề châu Á và nhận định chung rằng những sự biến ở Trung Quốc ngày càng đáng cho ta chú ý đến nhiều hơn. Nếu ta coi đó là những sự biến gắn liền với toàn cục, tức tình hình chung ở châu Á, cuộc nội chiến nhen lên ở Trung Quốc thực ra chỉ là một cuộc đọ gươm giữa các đế quốc Pháp, Nhật và Anh, Mỹ. Tháng 3, từ ngày 19 đến ngày 21, Nguyễn Ái Quốc viết bài Nông dân Trung Quốc phân tích 7 nguyên nhân dẫn tới sự khốn cùng của nông dân Trung Quốc. 1. Dân quá đông, ruộng đất thiếu. 2. Phương tiện canh tác thô sơ. 3. Công nghiệp chậm phát triển. 4. Chủ nghĩa quân phiệt. 5. Sự xâm chiếm của chủ nghĩa tư bản nước ngoài. 6. Thiên tai.
7. Lòng tham của địa chủ. Tác giả cho biết, trước tình cảnh đó, nông dân Trung Quốc bắt đầu đi vào tổ chức nhờ sự thúc đẩy của công nhân công nghiệp có tổ chức và sự khích lệ của chính phủ miền Nam. Đứng trước phong trào cách mạng này, giai cấp địa chủ Trung Quốc đã dùng những biện pháp phát xít để chống lại, hòng dập tắt phong trào. Tháng 4, ngày 8. Bài viết của Nguyễn Ái Quốc, nhan đề lối cai trị của người Anh, đăng trên tạp san Intercorps, bản tiếng Pháp, số 33. Tác giả nêu những nhận xét về chính sách xâm lược mới của chủ nghĩa đế quốc Anh ở Trung Quốc, Ấn Độ và Xoăn sau khi đảng Bảo thủ trở lại nắm chính quyền. Tháng 4, ngày 9. Nguyễn Ái Quốc, với bút danh LT, viết thư trả lời ông H. Thượng Huyền, góp ý kiến nhận xét về tập cách mệnh của ông theo yêu cầu của tác giả. Nhận xét về tác phẩm, sau khi cho rằng tác giả đã dùng nhiều điển tích, lối hành văn cầu kỳ, lạm dụng từ ngữ Trung Quốc, v.v., Nguyễn Ái Quốc đã nêu lên một số quan điểm của mình về cách viết, rằng văn chương là một cái hay, nhưng dùng nhiều quá thì hóa ra chán, vì chúng tô vẽ rậm rục, uống từ điệu quá, thì cái văn chương đó nuốt hết, che hết những cái ý mình muốn nói ra, rằng văn hay chẳng nỡ là dài, mình nói những lời nên nói, không thừa, không thiếu, ai xem xong cũng hiểu, cũng động lòng, cũng nghĩ, ấy là văn hay và có cốt cách, rằng phải cốt cho người ta hiểu ngay. Văn hay mà không ai hiểu cũng vô ích. Về nội dung tác phẩm, Nguyễn Ái Quốc đã nhận xét có tính chất phê phán quan điểm của ông H. về cách mạng, về việc ông lên án những hành động của chính phủ Pháp, về nguyên nhân cách mệnh của chúng ta không thành công, về chủ trương một cuộc cách mệnh hòa bình. Tóm lại, viết về cách mệnh, anh không nói đến: 1. Trước lúc cách mệnh phải làm thế nào? 2. Đương lúc cách mệnh phải làm thế nào? 3. Lúc cách mệnh rồi phải làm thế nào? Anh không nói sức Tây ra thế nào? Sức ta ra thế nào? Anh nhận tẩy chay làm cách mệnh, cách mệnh làm tẩy chay. Cuối thư, Nguyễn Ái Quốc viết: ấy là tôi lấy thực lòng mà cầu tuyền trách bị anh như thế, và tôi cũng có ý nhân dịp này khiêu khích anh, để nghe anh bàn qua luận lại, cho thêm cái sự kiến thức cho tôi. Chứ nói đến thực tình, tôi vẫn hết lòng khen anh có chí, có công. Người làm việc thì tuy thông minh cho mấy, cũng có khi nhầm. Chỉ có những người không làm gì hết mới không lầm lỗi. Chúng ta thì chịu lầm mà làm việc, chứ không thể sợ lầm mà vòng tay lại chẳng làm gì. Tháng 5, ngày 1. Cùng với những người cộng sản Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc tham gia tổ chức đại hội lần thứ nhất của nông dân tỉnh Quảng Đông. Tham dự đại hội có 117 đại biểu, thay mặt cho trên 20 vạn nông dân Quảng Đông, nhằm thành lập hội nông dân tỉnh để thống nhất sự lãnh đạo về công tác và đấu tranh. Tháng 5, ngày 2. Từ Quảng Châu, với bí danh HOVANGTS, Nguyễn Ái Quốc viết báo cáo gửi Quốc tế Công hội Đỏ về ngày làm việc đầu tiên của đại hội lần thứ nhất của nông dân tỉnh Quảng Đông và đại hội lần thứ hai của công nhân toàn Trung Quốc, cả hai đại hội cùng họp chung. Nguyễn Ái Quốc cho biết, do đã nhất trí với nhau và nhằm thực hiện một mặt trận thống nhất giữa những người bị bóc lột ở các thành phố với những người bị bóc lột ở nông thôn, những người lãnh đạo đã triệu tập đồng thời vào một lúc hai đại hội họp ở cùng một địa điểm. Báo cáo mô tả chi tiết quan cảnh hội trường đại hội, lễ khai mạc và lễ kết thúc ngày làm việc đầu tiên. Đồng thời, chuyển tới Quốc tế Công hội Đỏ bức điện văn của đại hội sau cuộc lễ. Tháng 5, đầu tháng. Cùng với những người cộng sản Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc tham gia tổ chức hội nghị đại biểu đầu tiên của 20 vạn nông dân có tổ chức của tỉnh Quảng Đông và hội nghị đại biểu lần thứ hai của công nhân Trung Quốc nhằm mục đích thành lập một mặt trận thống nhất giữa những người bị bóc lột ở thành thị và nông thôn. Sau tháng 5, Nguyễn Ái Quốc viết báo cáo gửi Quốc tế Nông dân về nghị quyết của Đảng bộ Quốc dân Đảng Quảng Đông về vấn đề nông dân. Bản báo cáo cho biết nghị quyết của Đảng bộ Quốc dân Đảng Quảng Đông đã chỉ rõ rằng cuộc cách mạng dân tộc không thể hoàn thành nếu không có sự ủng hộ của quần chúng, và ở Trung Quốc 85% quần chúng là nông dân. Do đó, Quốc dân đảng từ khi cải tốt đã chú ý đến mức tối đa vấn đề nông dân. Bản báo cáo chỉ rõ nông dân tỉnh Quảng Đông đang hăng hái lập các hội nông dân và nông dân ở nhiều nơi đã nổi dậy tiến công bọn phản loạn. Nhưng chính những nông dân anh dũng đó lại là những người đau khổ nhất, bị áp bức bóc lột nhiều nhất. Không có tháng nào mà không có một vài hội nông dân bị triệt phá hoặc một vài chiến sĩ bị sát hại. Thủ phạm những vụ sát hại đó là bọn Hương Dũng. Ngoài ra, bọn cho vay tiền nặng lãi là những kẻ không thương xót gì nông dân cả. Từ đó, bản nghị quyết đã nêu lên những vấn đề sau: xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất và các thứ thuế nặng,
cấm cho vay nặng lãi, cấm thu hồi ruộng đất, thiết lập ngân hàng và các hợp tác xã nông dân, rút ngắn ngày lao động, tăng lương và đối xử bình đẳng với người làm thuê, xóa bỏ các hội hương dũng, hương vệ, trồng rừng ở tất cả những đất công và đất chưa canh tác, cấp ruộng cho những nông dân không có ruộng. Về giáo dục, tổ chức lớp học buổi tối cho người lớn và trường không thu học phí cho trẻ em. Tháng 6, ngày 21, tuần báo Thanh Niên, cơ quan trung ương của Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên. Tháng 6, trong tháng, Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên. Mục đích của hội là hy sinh tính mệnh, quyền lợi, tư tưởng để làm cuộc cách mệnh dân tộc, đập tan bọn Pháp và giành lại được độc lập cho xứ sở, rồi sau làm cách mệnh thế giới, lật đổ chủ nghĩa đế quốc và thực hiện chủ nghĩa cộng sản. Điều lệ của hội đề cập chương trình hoạt động như kết nạp hội viên, tổ chức các đoàn thể như công hội, nông hội, hội học sinh, hội phụ nữ, thành lập chính phủ nhân dân, áp dụng những nguyên tắc tân kinh tế chính sách, đoàn kết với những giai cấp vô sản của tất cả các nước và thành lập xã hội cộng sản. Điều lệ còn quy định cụ thể các vấn đề điều kiện vào hội, lề lối tổ chức, cơ cấu các cấp trung ương, xứ ủy, tỉnh ủy, huyện ủy, chi bộ, vấn đề tiến hành hội nghị thường kỳ của các cấp và hội nghị toàn quốc. Các vấn đề kỷ luật, nhiệm vụ hội viên cũng được bản điều lệ quy định rõ ràng. Trụ sở của Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đặt tại Quảng Châu, Trung Quốc. Tháng 7, ngày 9. Sau một thời gian chuẩn bị, Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức do Nguyễn Ái Quốc cùng với một số đồng chí Trung Quốc chủ trương tổ chức được chính thức thành lập. Đây là một đoàn thể có tính chất quốc tế bao gồm người Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Triều Tiên, Indonesia, Miến Điện, v.v. Đại hội thành lập đã thông qua tôn chỉ của hội là liên lạc với các dân tộc đó, cùng làm cách mạng nhằm đánh đổ đế quốc. Tuyên ngôn của hội khẳng định, con đường thoát duy nhất để xóa bỏ sự áp bức chỉ có thể là liên hiệp các dân tộc nhỏ yếu bị áp bức và giai cấp vô sản toàn thế giới, áp dụng những phương pháp cách mạng để lật đổ về căn bản chủ nghĩa tư bản đế quốc cực kỳ hung ác. Hội trưởng là Lưu Trọng Khải, Trung Quốc. Nguyễn Ái Quốc mang tên Lý Thụy, là một trong những người lãnh đạo của hội, được bầu làm bí thư kiêm phụ trách công việc tài chính của hội, đồng thời cũng là người trực tiếp phụ trách chi bộ Việt Nam của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức. Tháng 7, ngày 13, Nguyễn Ái Quốc đến Ủy ban Bãi Công Cảng tỉnh đề nghị được tham gia vào đội diễn thuyết với danh nghĩa là hội viên Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức. Từ ngày 19 tháng 6, công nhân cảng tỉnh đã tổ chức cuộc bãi công lớn để ủng hộ phong trào 30 năm. Ngày 9 tháng 7, Ủy ban Bãi Công Cảng tỉnh quyết định tổ chức đội diễn thuyết để ngày đêm đi tuyên truyền cổ vũ công nhân kiên trì đấu tranh. Ngày 10 tháng 7, tờ Công nhân Chi Lộ đặc hiệu đăng thông cáo về quyết định trên của Ủy ban Bãi Công Cảng tỉnh. Biết được tin này, Nguyễn Ái Quốc đã đến ghi tên vào đội diễn thuyết. Trong danh sách ghi tên là Lý Thụy. Nguyễn Ái Quốc còn đăng ký đề mục của bài diễn thuyết quan hệ giữa công nhân Trung Quốc với các dân tộc bị áp bức và sự cần thiết phải liên hiệp lại đánh đổ đế quốc. Ủy ban Bãi Công đã hoan nghênh, chấp nhận yêu cầu của Nguyễn Ái Quốc và giới thiệu người đi báo cáo ở một số cơ sở. Về việc này, báo Công nhân Chi Lộ đặc hiệu số 20 ra ngày 14 tháng 7 năm 1925 đã đưa tin một người Việt Nam gia nhập đội diễn thuyết và để giữ bí mật cho Nguyễn Ái Quốc, tờ báo dùng tên gọi Lý Mỗ, chữ Mỗ như cách gọi ông X của Việt Nam. Tháng 7, ngày 19, tuyên ngôn của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức do Nguyễn Ái Quốc tham gia khởi thảo, đăng trên báo Thanh Niên, số 5. Sau khi tố cáo bọn đế quốc thực dân đang tăng cường áp bức bóc lột, đầu độc và tìm cách tận diệt nòi giống các dân tộc nhược tiểu, nhất là các dân tộc ở châu Á, biến đất nước của họ thành thuộc địa và nửa thuộc địa, tuyên ngôn kêu gọi cần phải đoàn kết các dân tộc bị áp bức và toàn thể công nhân trên thế giới lại để làm cách mạng. Lời kêu gọi có đoạn, hỡi hết thảy những người bị áp bức, anh em. Nếu bọn đế quốc áp bức chúng ta và đối xử với chúng ta như loài vật, đó là vì chúng ta không đoàn kết. Nếu chúng ta đoàn kết chúng ta sẽ trở nên đáng gờm. Chúng ta nên sớm kết đoàn lại. Hãy hợp lực để đòi quyền lợi và tự do của chúng ta. Hãy hợp lực để cứu lấy nòi giống chúng ta. Hỡi các bạn thợ thuyền, tất cả các bạn đều biết rằng những kẻ áp bức chúng tôi và những kẻ ngược đãi các bạn chỉ là một. Nếu các bạn muốn thoát khỏi nanh vuốt của những kẻ đang hành hạ các bạn thì các bạn hãy kết đoàn với chúng tôi. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn.
Chúng ta cùng có chung lợi ích, nên khi đấu tranh cho chúng tôi là các bạn cũng chiến đấu cho các bạn. Khi giúp đỡ chúng tôi các bạn cũng tự cứu mình. Các bạn thân yêu, đoàn kết của chúng ta sẽ làm nên sức mạnh. Nó đủ để đánh tan bọn đế quốc. Muốn vượt qua vòng nô lệ, chúng ta chỉ có thể cậy vào sức của mình mà thôi. Toàn thể các dân tộc bị áp bức, toàn thể thợ thuyền trên trái đất đang bị cướp công, hãy kết đoạn với chúng tôi làm cuộc cách mạng tối thượng. Tháng 7, ngày 31, Nguyễn Ái Quốc được Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân quyết định phân công phụ trách công tác vận động nông dân ở Trung Quốc và ở thuộc địa Đông Dương, Miến Điện, Sim, Đài Loan và quần đảo Philippines. Nhiệm vụ trước mắt của Nguyễn Ái Quốc là liên hệ với các thuộc địa đó, tiếp xúc với các tổ chức nông dân địa phương nếu đã có, tổ chức những liên đoàn nông dân hoặc hạt nhân nông dân ở những nơi chưa có các tổ chức nông dân, chuẩn bị để những tổ chức này chính thức tham gia quốc tế nông dân. Tháng 8, ngày 23. Bài văn vần, nhan đề hãy yêu thương nhau và cùng nhau đoàn kết, kêu gọi mọi giới đồng bào kết đoàn vì sự nghiệp chung. Kẻ không đoàn kết cũng như chim lạc đàn, chống hoặc chạy rồi sẽ trúng tên, vì đơn độc sẽ làm mồi cho hiểm họa. Từ kết đoàn hạnh phúc sẽ sinh sôi. Hãy liên kết như thể thân mình, ngũ quan cùng với tay chân dính liền. Tách rời nhau thời không thể sống, chỉ cùng với nhau sức lực mới sinh sôi. Tháng 8, trong tháng. Bài viết của Nguyễn Ái Quốc, nhan đề chủ nghĩa đế quốc Pháp ở Viễn Đông, Varennes và Đông Dương, đăng trên báo Le Parisien, số 35. Tác giả đã phân tích những mâu thuẫn trong nội bộ đảng xã hội Pháp trước nguy cơ chia rẽ, tình hình nghiêm trọng ở Đông Dương và quanh Đông Dương, vạch trần những tính toán của Panlove trong quyết định đưa Varennes sang làm toàn quyền Đông Dương. Tháng 9, ngày 27. Bức thư trả lời bạn nữ sinh viên X của chúng ta, phản đối sự mộ nhận của người sinh viên này coi các vua quan, thư lại, thông ngôn là những người phản cách mạng. Theo tác giả, một ông vua có thể suy nghĩ và biết cảm thông với những bất hạnh chưa từng thấy đang giáng xuống dân tộc của ông, vì vậy ông ta thà làm một người dân bình thường còn hơn là trị vì một dân tộc nô lệ. Những người cách mạng là người dạy cho các vị vua chúa bài học đó và chỉ ra cho họ thấy rằng họ làm cách mạng thì có lợi hơn là sống dưới ách ngoại bang. Với quan lại, thư ký và thông ngôn, họ bị chìm đắm trong bóng tối ngu dốt từ nhỏ. Họ không bao giờ có thể tự trau dồi kinh điển hay tri giác được những tiến bộ của nhân loại qua việc đọc báo chí. Họ giống như những con gà què chỉ ăn quẩn cối xây đành bằng lòng với thứ thức ăn mà kẻ khác đem cho họ. Vậy nhiệm vụ của chúng ta là phải hướng họ theo lý luận cách mạng. Với những người cần lao và thợ thuyền cũng vậy. Nếu chúng ta làm cho công nông hiểu được rằng tất cả những gì họ kiếm được bằng mồ hôi đều chui vào túi người Pháp, rằng nếu cách mạng thành công thì thuế má sẽ giảm nhẹ rất nhiều và được dùng vào những việc có ích cho họ, rằng thắng lợi của cách mạng sẽ mở ra một thời kỳ dân chủ trong đó quyền tự do và quyền tự quyết sẽ thuộc về họ, thì chắc chắn hết thảy họ đều giúp chúng ta làm cách mạng. Cuối thư, tác giả còn nói về số phận của người phụ nữ Việt Nam. Đàn bà con gái cũng nằm trong nhân dân. Nếu cả dân tộc được tự do, đương nhiên họ cũng được tự do. Ngược lại, nếu dân tộc còn trong cảnh nô lệ thì họ và con cái họ cũng sẽ sống trong cảnh nô lệ đó thôi. Điều đó chứng tỏ rằng vì quyền lợi của đàn bà con gái An Nam mà chúng ta làm cách mạng. Tháng 9 và tháng 10. Bài viết của Nguyễn Ái Quốc, nhan đề những trò lố hay là Varennes và Phan Bội Châu, đăng trên báo Le Parisien, số 36, 37. Thông qua một câu chuyện tưởng tượng, tác giả dựng lại một cuộc chạm trán, một cuộc đối mặt, một tấn kịch giữa toàn quyền Đông Dương Varennes, con người đã phản bội giai cấp vô sản Pháp, kẻ đã ruồng bỏ quá khứ, ruồng bỏ lòng tin, ruồng bỏ giai cấp mình, với Phan Bội Châu, bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lập của nhân dân Việt Nam. Tháng 10, ngày 14. Nguyễn Ái Quốc nhận được thư của Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân viết ngày 13 tháng 8 năm 1925 do Đông Bang, Phó Tổng Thư ký Quốc tế Nông dân, góp Thư ký Tổ chức và Vôn Hiên Xét, Trưởng ban Phương Đông và Thuộc Địa, cùng ký tên. Thư nhấn mạnh đến yêu cầu mở rộng và tăng cường hơn nữa công tác vận động nông dân Trung Quốc. Qua cuộc trao đổi với đoàn đại biểu quốc dân đảng ở Moscow, được biết đảng này sẵn sàng phối hợp hành động với quốc tế nông dân trong một chương trình đối với nông dân. Do đó, đoàn chủ tịch đề nghị Nguyễn Ái Quốc với tư cách là đại diện của quốc tế nông dân, chính thức liên hệ với ban chấp hành trung ương quốc dân đảng để bàn việc thực hiện.
Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân cũng yêu cầu Nguyễn Ái Quốc phải hết sức cố gắng phát triển Ban Nông dân Quảng Châu của Quốc dân đảng và thành lập các Ban Nông dân của Quốc dân đảng tại khắp các địa phương, đồng thời làm cho các Ban Nông dân đó gia nhập Quốc tế Nông dân. Tháng 10, ngày 16, Nguyễn Ái Quốc ký tên Niloki, viết báo cáo gửi Quốc tế Nông dân về phong trào nông dân tỉnh Quảng Đông. Báo cáo nêu bật sự phát triển của phong trào nông dân tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc về các mặt tổ chức, hoạt động và đấu tranh, đặc biệt là ở 4 huyện Hải Phòng, Quảng Ninh, Hoa Yên và Vệ Hoa. Nguyễn Ái Quốc cho biết, đông đảo nông dân Quảng Đông đã được tập hợp trong các hội nông dân. Tới thời điểm hiện tại, các hội nông dân đã được thành lập ở 32 huyện. Hưởng ứng lời kêu gọi của hội, nông dân đã tổ chức lực lượng tự vệ của mình, xuống đường tuần hành đòi giảm tô giảm tức, tiến hành nhiều cuộc biểu tình bày tỏ tình đoàn kết với anh em công nhân bãi công. Tỷ lệ thanh niên và phụ nữ tham gia hội nông dân chiếm khá cao và sẽ là một điều rất lý thú nếu thiết lập được sự trao đổi tin tức giữa thanh niên nông dân với ban thanh niên của Quốc tế Nông dân. Tháng 10, ngày 17, Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân, báo tin đã nhận được 6 thư của tháng 8 và 5 thư của tháng 9 do Đoàn Chủ tịch gửi tới, hứa sẽ thực hiện một số những nội dung công việc đã được nêu trong thư ngày 18 tháng 8 năm 1925 của Đoàn Chủ tịch và lưu ý tổ chức gửi cho các tài liệu bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh chứ không phải bằng tiếng Đức, vì chúng tôi không hiểu. Gửi kèm theo thư là một báo cáo về công tác nông dân ở tỉnh Quảng Đông. Cuối thư ký tên NILOPXKI. Tháng 11, ngày 5, Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân nêu những nhận xét về tình cảm, nguyện vọng, trình độ văn hóa, tâm lý, thái độ chính trị của nông dân Trung Quốc qua những báo cáo và nghị quyết của Đảng Bộ Quốc dân Đảng Quảng Đông. Thư cũng cho biết Nguyễn Ái Quốc chưa chính thức liên lạc được với Ban Chấp hành Trung ương Quốc dân Đảng như chỉ thị của Đoàn Chủ tịch. Cuối thư ký tên NILOPXKI, NAQ. Tháng 12, ngày 3, từ Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân thông báo rằng đã tham khảo ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về vấn đề người trực tiếp liên hệ với Ban Chấp hành Trung ương Quốc dân Đảng với tư cách đại diện chính thức của Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân, nhưng theo ý kiến của các đồng chí Trung Quốc, việc ấy không cần thiết, vì vẫn có thể thu thập được mọi thông tin về vấn đề nông dân qua các đồng chí của chúng ta. Thư còn báo cho biết, bắt đầu từ tháng này, Quốc dân Đảng sẽ phát hành một bán nguyệt sang về nông dân. Số đầu tiên sắp ra mắt trong vài ngày tới. Và nhắc Đoàn Chủ tịch gửi cho tài liệu về phong trào nông dân quốc tế để dịch và in trong tạp chí của Quốc dân Đảng. Cuối thư ký tên NILOPXKI, NAQ. Trong năm, khi phụ trách tổ chức, lãnh đạo lớp huấn luyện ở Quảng Châu, ngoài những giờ lên lớp, Nguyễn Ái Quốc còn đến dự những buổi thảo luận, những buổi diễn đàn của học viên, qua đó nắm những vấn đề học viên chưa hiểu hoặc hiểu chưa thấu đáo để có kế hoạch bổ sung, nhằm tạo cho những buổi sinh hoạt và học tập thêm sinh động, vui tươi. Thăm tình quốc tế vô sản, người tham gia đã dịch và phổ biến bài quốc tế ca theo thể thơ Lục Bát. Trong năm, bài viết của Nguyễn Ái Quốc cũng với nhan đề Lenin và các dân tộc thuộc địa đăng trên báo Công nhân Baku, Liên Xô, số 16. Bài báo nêu rõ, mặc dù Lenin đã mất, nhưng còn có Đảng Cộng sản và Quốc tế Cộng sản tiếp tục sự nghiệp của người. Nhân dân các dân tộc bị áp bức hiểu rằng sự nghiệp của Lenin không bao giờ mất và họ vẫn hy vọng được giải phóng vì vẫn còn đảng của Lenin. Họ đặt hy vọng vào đảng này, cũng như trước đây đã đặt hy vọng vào Lenin. Kết luận, bài báo nhắc lại điều mà tác giả đã khẳng định trong bài Lenin và các dân tộc thuộc địa đăng trên báo Pravda ngày 27 tháng 1 năm 1924. Khi còn sống, Lenin là người thầy, người cha của nhân dân bị áp bức. Sau khi mất, người là ngôi sao sáng chỉ đường tiến tới sự nghiệp giải phóng vĩ đại của nhân dân bị áp bức. Lenin sống mãi trong lòng mọi người dân nô lệ ở các nước thuộc địa. Trong năm, Nguyễn Ái Quốc viết bài văn minh tư bản chủ nghĩa và phụ nữ ở các thuộc địa, nói về số phận thảm thương của phụ nữ và trẻ em người bản xứ phải đi làm thuê trong các hầm mỏ của các ông chủ thực dân. Lấy việc bóc lột trong các hầm mỏ ở Ấn Độ thuộc Anh, tác giả muốn để mọi người thấy thứ nhân đạo và văn minh của bọn con buôn của đế quốc Anh. Trong số 252 hầm mỏ ở Ấn Độ được khai thác, tính đến năm 1921, thực dân Anh đã dùng tới 42.000 phụ nữ và 1.171 trẻ em. Bài viết có đoạn,
Thật là một sự nhục nhã cho thế kỷ 20 khi phải thấy những phụ nữ bước run run, đầu đội thúng than nặng mà vẫn phải bước vì đói, và những trẻ em từ 12 đến 13 tuổi bò trong những đường hầm chật hẹp vừa đi bằng bốn chân, vừa dùng răng kéo một thúng đầy. Trong năm, Nguyễn Ái Quốc viết câu chuyện Ngụ Ngôn Loài Vật Tranh Nhau Công Trạng. Nhân vật trong truyện là rồng, tôm, cừu, bò, cua, rắn, voi, lươn, chuột, gà trống, cá chép, ếch. Ngoài con rồng mày râu óng ánh, màu và vẫy rực rỡ lên tiếng trước tiên và nói rằng: "Ta là thủy tổ của giống nòi An Nam từng chứng kiến sinh ra biết bao vị anh hùng lừng lẫy." Những con vật còn lại đều phát biểu thương hại cho người An Nam, những kẻ nô lệ tội nghiệp mà số phận không được bằng mình. Cuối cùng đến lượt ếch, ếch nói: "Hỡi anh em, suy đi tính lại, nếu thực sự chúng ta thương xót người An Nam thì hãy cùng nhau đi cứu họ. Loài ếch hèn mọn chúng tôi nhờ có kêu ca mà làm trời phải mũi lòng, và lẽ nào vô cớ trời lại bỏ ngoài tai lời cầu khẩn mà để loài ếch vĩnh viễn bị tận diệt. Nếu họ đồng tâm và đồng sức, nếu họ liên kết trong, ngoài thì người Pháp sẽ mất tinh thần, kinh hãi và phải trả lại cho họ những quyền tự do của họ. Ôi, những người An Nam, các anh phải luôn nhớ rằng đoàn kết làm nên sức mạnh." Cuối năm, tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc viết bằng tiếng Pháp, Nhàn đề Le Projet la Colonisation Francis, bản án chế độ thực dân Pháp, được xuất bản lần đầu tiên tại Paris do Thư quán Lao động, Libra du Travail, ấn hành. Nội dung cuốn sách dựa trên cơ sở các bài viết của người trong thời gian 1921-1924, chia thành 12 chương. Cuốn sách in năm 1925 tại Pháp, mở đầu có lời giới thiệu của Nguyễn Thế Truyền, tiếp đó là 12 chương. Chương Y, Thuế Máu. Chương 2, Việc Đầu Độc Người Bản Xứ. Chương 3, Các Quan Thống Đốc. Chương 4, Các Quan Cai Trị. Chương V, Những Nhà Khai Hóa. Chương 6, Tệ Tham Nhũng Trong Bộ Máy Cai Trị. Chương 7, Bóc Lột Người Bản Xứ. Chương 8, Công Lý. Chương 9, Chính Sách Ngu Dân. Chương X, Chủ Nghĩa Giáo Hội. Chương 11, Nỗi Khổ Nhục Của Người Phụ Nữ Bản Xứ. Chương Xin, Nô Lệ Thức Tỉnh. Cuốn sách đã thu thập những tài liệu người thực, việc thực xảy ra ở các thuộc địa của Pháp nhằm vạch trần tội ác của chủ nghĩa thực dân đối với người dân thuộc địa. Cuốn sách còn giới thiệu lời kêu gọi của Quốc tế Nông Dân gửi nông dân lao động các thuộc địa, giới thiệu tuyên ngôn của Hội Liên Hiệp Thuộc Địa, trong đó có đoạn viết: "Anh em phải làm thế nào để được giải phóng?" Vận dụng công thức của các Mác, chúng tôi xin nói với anh em rằng, công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em. Hội Liên Hiệp Thuộc Địa thành lập chính là để giúp đỡ anh em trong công cuộc ấy. Cuối sách là phần phụ lục, gửi thanh niên Việt Nam. Bức thư đã cảnh tỉnh thanh niên Việt Nam đang an phận làm nô lệ. Bức thư nêu gương thanh niên một số nước đang đấu tranh cho nền độc lập ngày mai của họ. Kết luận, bức thư viết: "Hỡi Đông Dương đáng thương hại, người sẽ chết mất nếu đám thanh niên già cỗi của người không sớm hồi sinh."